Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Quang Hạnh. Đèn sửa nhà tắm đã trở thành một thiết bị gia dụng vô cùng quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt của mỗi gia đình, đặc biệt là vào những ngày đông lạnh giá. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng máy đến từ các thương hiệu khác nhau, nổi bật trong số đó là đèn sửa Heizen HE9. Hãy cùng Toàn đi khám phá chi tiết của sản phẩm này trong video ngày hôm nay nhé. Heizen HE9 tạo ấn tượng với người dùng với thiết kế đẹp mắt, các đường nét được trau chuốt tỉ mỉ, tinh tế sẽ là điểm nổi bật cho không gian phòng tắm nhà bạn. Kích thước của sản phẩm là 40x40cm, có thể lắp đặt được mọi vị trí trong nhà tắm. Máy được làm từ nhựa cao cấp, chịu bền, chịu va đập tốt, có khả năng chống nước IPX4 tuyệt vời, bề mặt được phủ lớp sơn vàng đồng ấm, bóng bẩy. Sản phẩm có 4 bóng tráng kim cương nhân tạo, có tác dụng tăng độ ấm và giảm chói mắt khi sử dụng. Khả năng chịu nước và chịu nổ cực tốt, tuổi thọ của mỗi bóng đèn lên tới 10.000 giờ, tương đương với 6 năm sử dụng. Hai cạnh của bóng đèn sửa là giải đèn màu trắng, có thể thay thế đèn chiếu sáng, cực kỳ tiện lợi. Màn hình LED hiển thị sắc nét, dễ quan sát cho người dùng với các biểu tượng dễ hiểu. Các phụ kiện đi kèm đèn sưởi bao gồm điều khiển từ xa, ống thông gió kéo dài và cửa thông gió. Heizen HE9 sở hữu công suất mỗi bóng hồng ngoại là 275W, tối đa là 1.100W khi bật cả 4 bóng. Ngoài ra, đèn chiếu sáng LED là 40W, quạt thông gió là 40W, tổng cộng là 1.180W, phù hợp với diện tích phòng tắm từ 2-8m². Bên cạnh chức năng chính là sưởi ấm, sản phẩm có thể là một chiếc bóng đèn chiếu sáng thông thường hay làm quạt thông gió cực kỳ thông minh và tiện lợi. Với mức giá chưa tới 2 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc đèn sửa nhà tắm Heizen HE9 với thiết kế bắt mắt, công suất mạnh mẽ, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Điện máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 5 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay đến hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc. Chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán tận tâm, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.